3, 6, 9, 10, 11. 11, 11 batatas grandes. 400 quantos? Essa mulher está definida. Tá bom. Agora, 3, 6, 9, 10, 11. Manda ali, arruma bem. 11, 11 batatas. Até aqui. Aí esse bola também. 400. 200, 200. É. 6 batatas só. Do 200. Yeah. Ah, chau. Chau ku, chau ku ra kwa ya. Ah, hai tam kwan. Qual lhe mandi papa? O monte é 400. Monte é 400. 400. Esta aqui tá abonado. Tá abonado. De 500 mesmo, não é verso. Tem uma 400. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, các bạn mình tên Sile. Bạn Beto. Ok, hello, chào các bạn mình tên Beto. Ok, ok, chào các bạn đến với channel Linh Đô Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay Linh Đô đem khoai tây về hai cô chú Linh nha các bạn. Hôm nay là có anh Beto đi đường, đi trên đường để mà chờ đó ở ngoài chỗ là để chờ sống anh Beto đi việc của anh Beto nha các bạn. Có vợ đấy là chú linh hộ tờ cái túi này để bỏ tiền các bạn đấy, để cắt tiền. Nhưng mà túi này chỉ có đồ nào con thôi. Ok, bây giờ là Linh Đô sẽ đi ra ngoài chỗ nhá. Linh Đô về bỏ ra ngoài chỗ. Dạ mời đại gia. Agora hoje assim vamos vender já. Sim. Yeah, então vamos ainda com o Mano Beto para aproveitar o tempo, porque o Mano Beto vai vir trabalhar agora. Sim. Aí, já. Sim. E o coiso, o chefe deu essa pasta aqui para começar a meter dinheiro. Sim, obrigado. Ok, vai lá ali. Agora vamos. Ok, đến chỗ rồi. Vai lá Linh Đô sẽ bom đồ xương. Là foi cái chiều trước. À, quên ạ. Rắc nhiều quá. Quên đua quẹt, chui quẹt. Quên đua chui quẹt đi. Esse perro, não. Vai. Yeah, obrigado, mano. Sim. Obrigado. Vamos vender. Ela escovou aí? Não. Tá bom, né? Mano, obrigado. Tá bem. Sim, vai lá, tchau, ai, Beto, de. Tchau, ai, Beto, de lá. É, na bancada. Mas aí, agora começa a se arrumar. É. Agora, veja o Landi, o Ivari, o Lucina. Até. Vassoura. Comprar vassoura aí, né? Já para varrer aqui. Ah, chui đấy rồi, chui quẹt đấy. Linh Đô sẽ mua cái, một cái. Này, để quẹt. Mama, ta bên đây. Dạ, uma basura só. Ah, một tấm quan, một cái. Để quẹt. Dạ, bây giờ thì để tên mua đấy. Tên mua đấy, để xem quan sát nó tên. Nó tên xem. Ah. Mama, espera só um pouco, vamos trocar já. Yeah. Não, a mulher arruma a bancada. Não, arruma só a bancada. Ok, a bancada eu vou varrer. Quet, fui. Quet, vou acabar. Oh, mas ele arruma só. Certo. Người dân bán đây này đến cả nhìn nhiều làm gì đây nhưng mà không lên đây mua đâu, chắc nhìn thôi các bạn ạ. Linh Đô sẽ giúp vợ
bạn. Assim é 400. Mas eu vou vender 400. Hã? É assim, mamãe. Ah, não, eu vou contar aqui. 3, 6, 9, 10, 11. 11, 11 batatas grandes. 400 grandes. Tá bom. Agora, 3, 6, 9, 10, 11. Manda ali, arruma bem. 11, 11 batata. Até aqui. Aí esse bola também. 400. 200, 200. É. É. 6 batatas só. Do 200. Yeah. Yeah. Ah, xiao cu ra quái á. 200 quan. Tính đi là ở ngoài chỗ bán 500 là đến đồ bán sẽ bán 400 quan thôi. Nhưng mà người dân nói là ừ rồi, đẹp quá, không để thôi. À, mà đây đi ạ. À, đến đồ sẽ xếp hai nhá. 11, 11. Dạ. Assim, assim sem quanza, tá bom? Sem quanza, tá bom assim, né? Arreia a cebola. É 400. Batata, continua mais aqui, atrás. Batata, só. Sem quantos assim? Ah, papai vem na bancada. Devo um cliente, né? Um cliente. Vem mesmo, é quanto é? Tipo assim, conforme fez a mana. Oh, tá escolhendo, tá escolhendo. Papai vai escolher. Como? Ah, embalagem. Ah, co, tiro, china, era mua, tamquan. Qual limão de papá? Um monte de 400. Um monte de 400. 400. Esta aqui tá abonado. Tá abonado. De 500 mesmo, não é verso. Vamos vender 400. Motam quan. Doutor, essa aqui já tá bom. Não, até mais de já. Sim? Já. Ông không muốn, không muốn đừng có phê trước mà ăn. À, anh là ông nên mua một tấm quan. Dạ. Để quan được. Anh mày ăn gì ngắm đi. Yes. Isso. Casquei. Gata, vou colocar candom que ele. Ah, bom? Vou colocar candom que ele. Ah, é. Estou já cantando que ele. É, sim. Lídia. Lídia, vem, Lídia, vem. Bana, é mua hai, cabra. Mua hai, hai, tampoa, né? Ok, batata, né? Tá aí, a mamãe quer 5 montes, né, mãe? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, já, isso aqui. A mamãe vai comprar 5 montes, tá aí, 6. Ah, e olha, já levou saco. Já levei saco. Ah, sim. Okay. Yeah, podemos meter, né? A mamãe pode escolher só? Sim, pode ajudar. Yeah, ok. Lídia, vem. Ah, baneira, boa. Tem 8.
Ai, assim mesmo, já não confirmo. Já assim, tudo é mil, mil e quanta. Já. Porque aí tem mais que dois montes. Dois. Ah, banila, mua, mua. Mua, nam cook, né? Là khoảng 2.000 quan ấy, một cục là 400 quan ấy. Rê các bạn. Là 5 cục 2.000. A cebola é sem, mano. Logo acho que é dragado. Oba. Cuidado, não cai. Yeah. Yeah, ok. Và như là ta tiền rồi 2.000 các bạn. Ok. Dạ, pode. A bà đã tê quạt sendo, mama. Yeah, mama pode querer, né? Pode levar saco, né? Yeah. Ok, obrigado. Yeah. Yeah. Ok. Ah, batata 400, bana, cebola 100. Então arruma mais assim, dois montes, alguns montes. Lindo, moi, lam chap, lindo, bandre, horna, tap horna, motam quan, cabana. Nada, ban, naptam quan, lindo, ban, bontam. Là sao người người đấy là quên là Lindo bắn bằng tất cả mọi người ở đấy. É teu esposo? Esse? Não, esse é o marido do meu, o padrão do meu marido. Trabalham juntos. Sim. Ele é o padrão? Não. Isso, tá é troco. Obrigada. Tenha um boa tarde. Obrigada, igualmente. Ok, acabar. Lindo, vou de mua do an, an são rồi. Bây giờ là có hai hai em này mua khoai tây các bạn ạ. Ok, bây giờ là mua đi. Ok, pode, pode, pode atender. Yeah. Đấy, gần hết các bạn ạ, gần hết. Chỉ có hai thôi. Chỉ có hai. Chỉ có hai thôi, khoai tây gần hết rồi. 400, 400 đúng rồi. Dạ. Tá bom, né? Obrigado, já. Até mais, de 50. É. Tá me oferecendo dinheiro? Bom, cho thêm 450. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa? Có chắc hai cục thôi. Hai nhiều, hai mua ít. Khoai tây gần hết rồi các bạn. Ok, bây giờ là ngồi tiếp cho ai vào mua tiếp. Có em này vào mua khoai tây. À cái em có xem Monty, có xem Monty. Ok, mời đây đi. Xin mời chị. Tới đây, tới đây. Vác con đi vào đi. Tá bom. Obrigado, já? Já. Tchau. Ok, ok. Ok, các bạn. Bây giờ là chiều rồi. Buổi chiều là lạnh rồi, lạnh rồi. Lạnh lắm. Bây giờ là con bị dê bị ốm các bạn ạ. Bây giờ là vào trong xe dọn hàng về thước, về một bữa thước nha các bạn. Ok. Để tiền này Linh đồ sẽ cắt để mà sao mua khoai tây, cô chủ Linh mua khoai tây về là bơ để bán tiếp nha các bạn. Chứ còn không được xin nữa, không được xin chủ Linh nữa, phải mua. Bán này Linh đồ sẽ đưa về các bạn, đưa về không để đây trộm tiếp. Ok, video hôm nay xin dừng tại đây. Mời ngay theo video này hay, thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Linh đồ vlog của Sơn và Châu Phi. Để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn. Ok.